Rồi, xin chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ha, ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre để bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép trên vườn của bạn Nam với cô chú anh chị ha. Hôm nay vườn bạn Nam có lên giao lưu siêu ong bình lại hàng sữa tàn đồ rất là đẹp cô chú anh chị ha, với lại là nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha, giá cực kỳ yêu thương, mong cô chú anh chị xem được mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Có nói thời gian đó ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bạn Nam nha để bạn Nam quay giao lưu giới thiệu ha. Rồi, chào bạn Nam nha. Rồi, chào bạn, chào cô chú anh chị đang xa. Nó tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị. Mình một lô mai siêu bung mình lại và nghiện ngọc toàn cô chú anh chị. Về cho mình nuôi lại mình chị Tết 2025 nha. Rồi. Rồi giờ một cái đầu lít nữa. Số 1K là một cái siêu bung mình lại. Đây là cái tàn rất là đẹp của chú anh chị ha. Có đế luôn ha. Đế rất là quái luôn cô chú. Mình hơn 20. Tổng đế là 41. Chiều cao 70, trái ngang là được 59. Rồi, cái siêu ong bình lợi này ha, em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 600 ngàn nha cô chú anh chị. Mã số 1K nha. Rồi, đợi cái. Rồi, tiếp theo cái mã số 2K. Rồi, mã số 2K cũng là cái siêu ong bình lợi luôn cô chú anh chị. Rồi, có tàn luôn cô chú anh chị ha. Con số rồi vậy. Giờ bình thân ở điểm này là được 16 nha. Rồi. Chiều cao 74, tán ngang được 60, và cái siêu bông lợi dư với cô chú anh chị mình chắc là 550 nha. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cái mã số 3K. Rồi mã số 3K cũng là cái siêu bông lợi luôn cô chú anh chị. Tàn khủng khiếp, cái tàn luôn cô chú anh chị ơi, vàng tàn quá đẹp. Bình thân là được 16, cụ đặt là được 28, chiều cao là được 66, tán ngang 62. Cái siêu bông mình là giao lưu với cô chú anh chị giá 600 luôn nha. À, cái này đã vô phơm, đã sửa vô dây hết rồi cô chú anh chị ha. Đã vô phơm rồi ha. Cái phơm này cô chú anh chị mình về mình nuôi á, mình chỉ cần bấm ngọn cho nó vô cái phơm, theo cái phơm như thế này là cây Tết nay tàn sẽ rất là đẹp nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, mã số 4K cô chú anh chị. Cũng rồi, là một cây nhị ngọc vàng nha. Cây này có củ phần ươm luôn cô chú anh chị. Bình thân 19, củ đặc 31, chiều cao 65, tới ngay 58. Rồi, cái nhị ngọc tàng em giao lưu giúp cô chú anh chị mình nhắc nó chỉ là 600 ngàn luôn nha. Rồi, 600 ha. Rồi, tiếp theo cái mã số 5K. Số 5K cũng là một cây siêu bông mì lợi nha cô chú anh chị. Cái này phong lồng lực cô chú anh chị. Bình thân là 18, chiều cao 48, tới ngay 48 luôn. Rồi, cái siêu bông mì lợi em giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá 400 ngàn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, mã số 6K cũng là một cây siêu bông mì lợi luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì cao hơn cây nãy ha. Bình thân là được 17, chiều cao 54, trái ngay 52. Rồi, cây mã số 6K em giao lưu cô chú anh chị giá 450 nha. Rồi, 450 ha. Rồi, tiếp theo mã số 7K ha. Rồi, 7K cũng là một cây siêu bông mì lợi luôn cô chú anh chị. Về dán bài luôn các bạn. Bình thân là được 18, chiều ngang 50, chiều 366. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 550 nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cái mã số 8K cũng là một cái siêu bông mì lợi luôn cô chú anh chị. Cái này dễ dàng ươm chà bá luôn cô chú anh chị. Người dễ to ha. Bình thân là được 24, cụ đặc 37, chiều cao 62, tiến ngay 58. Rồi cái em giao lưu cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 650 nha. Rồi, rồi tiếp theo cái mã số, tiếp theo là mã số 9K cũng là một cây siêu bông mì lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này có tàn tròn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn này lùng ha, mà tròn do luôn. Rồi, cây củ đế vàng ươm mà cô chú anh chị. Bình thân là 16 rồi, em tính 16. Rồi, cao 48, ngay 58. Rồi, cây siêu bông mì lợi nha, em giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450 nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10K cũng là một cây siêu bông mì lợi luôn cô chú anh chị. Đây, cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bình thân là được 18, cao 60, ngang 62. Rồi, rồi cây này em giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 500 nha. Cây mã số 10K cũng là một cây quý clip em luôn. Em cũng chào hành, cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á, và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ ạ.
Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Rồi, em có thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip ủng hộ cho bạn Nam trong clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được kênh nào ủng hộ cho vùng của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.